Hiền xin chào cả nhà và các bạn. Lời nói đầu tiên, Hiền chúc cho gia đình lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay thì trải nghiệm ngồi xe xa Thanh Sơ thì tiếng Đài Loan, còn tiếng Việt Nam không biết xe vượt cát hay xe leo núi thì Hiền cũng không có rành cả nhà. Tại vì cái xe này thì ở mà những nơi mà cát rất là nhiều thì xe này chạy thì rất là êm. Thì chuyên gia về cái đường mà leo núi này, đường cát thì xe này chạy cả nhà. Hôm nay được ngồi xe này tham quan nguyên một dòng lớn cái phong cảnh Đài Loan rất là thú vị mà cũng rất là hồi hộp luôn cả nhà. Thì cái xe này chạy thì nguy hiểm. Thấy nguy hiểm mà vừa lại thú vị thì mời cả nhà cùng khám phá phong cảnh Đài Loan với Hiền. Cả nhà ơi, bây giờ mình là cái đoạn của mình là lên ngồi xe này nha, hai người là một xe nha. Đây phải đợi giờ nó có điểm một hồi là phải lướt qua sông nha, chạy xuống sông cho lướt sông. Cha na đi đây. Đây là đoàn xe nha, hai người một chiếc. Nó cứ giao cho sầm mô tờ. Bố ơi, chứ cứ giao cho sầm mô, tay khẩu quả. Nã chứ cứ phải đội cái đầu cho tóc mình không ướt nha, tại hồi nước chạy xuống nước, nước băng xé, nước cao lắm. Bắn xé tầm lâm hết. Đây, bây giờ ngồi đầy đủ hết thì người ta sẽ cắt mình chạy như thế nào nha. Mình không dám chạy, mình ngồi sau chị kia chạy. Đây, vui ghê luôn. Cũng có cái ngồi này. Để mình tua này. Bây giờ, anh nhìn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 96, 97, 88,
两个就上一款车嘛，对吧？耶，对。Bạn xem mà ngồi cho thầy và khoa già trai mình ha. Cho ơi mấy nì chở mình. Sơ quá chừng, ổ xe quá chừng luôn, người ta sắp sẵn luôn. Một giải như vậy ha. Đây. Cái này vui lắm. Mình chưa đi qua nhưng mà mình thấy người ta chụp hình nó vui lắm. Mình chinh chân ta xin in dù xoay cơ ha, chân ta vô rảnh ha, chào quầy chân ta vô cảnh.
mình không biết làm kiểu thì hướng dẫn viên chỉ kiểu cho mình luôn á. Chụp họ xong rồi nhờ đổi kiểu khác này nha. Mấy chiếc xe nãy mình ngồi nè cả nhà, như sắp một giây đây. Chờ ngang chờ mình chụp hình xong chở mình về ha. Cả nhà nhìn nè, hướng dẫn viên chụp hình mà móc lên một móc một cái lỗ ngồi xuống lỗ chụp luôn cả nhà. Yeah. Nè hướng dẫn viên chụp hai người đó nha. Này sư giống núp bắn súng. Anh rình ngồi dưới lỗ bắn súng lên trên kìa. Ơi. Nhìn tiếu thiệt chứ. Nè, cái nhà nhìn như nè. Đó. Nhìn nè. Đó. Ngồi dưới lỗ canh là chụp cho hai người đó đó nha. Nhà mắc cửa. Ui, cả nhà ơi. Nếu với sao mà với sao? Ai cho xe à? Đi bố trao mà. Ờ xe à? Ờ hả hả. Ôi xe chạy lượn vòng vòng cả nhà. Vui quá vui luôn. Chạy lượn vòng vòng kìa. Quá chừng luôn. Ơi. Đằng trước đó quá chừng luôn kìa. Còn ba người lên nó nằm luôn kìa. Wow. Quá vui luôn. mình thấy hướng dẫn viên này là mình mắc cười nhất luôn á. Ngồi với cái lỗ hả? Hai chụp hình cũng đã chụp xong, hai chạy vòng vòng ba cá cũng đã chạy xong. Bây giờ trời chuẩn bị mưa lâm râm rồi cả nhà. Bây giờ chuẩn bị trên đường về đi ha. Hồi nãy ai chở ai lại thì bây giờ ai chở ai về ha. Tại đông người thì phải như vậy ha. Còn mình thì nãy huấn luyện viên chở mình thì người ta còn đang bận, bởi vì mình còn phải chờ huấn luyện viên nha. Chở về cả nhà ơi, đã quá, mình tưởng đâu không chở mình tới đây chứ. Ôi, cái này mà lỡ trên cái giọt xuống đó.
tới lần trước. Trời ơi, ấu cũng kiếp lắm. Chúng tôi sẽ xem hơi cơn. Ơi, có người à, quay dùng máy bay quay này đây nha. Cái máy gì nè? Cái nó cái gì mà chi si à? Chưa phai nó cơ tôi đây. Ồ, có người thả cái máy máy quay này nếu mà khăn chiếm biển. Ủa chép phai à yêu à? Ồ nè, cái nhà khăn à. Ồ, cái máy đó là quay toàn cảnh này luôn. Cái nhà rất là đẹp luôn nha. Bây giờ trời hơi bị tối vậy ha. Đồ khủng khiếp quá cả nhà. Ai nhắc gan ngồi đó, ngồi cũng hơi rung đùi đó. Nó ôm cua người mình nó nghiêng luôn á. Nhưng mà rất nhiều dòng nha. Ôi, mình đổ mồ hôi luôn á, trời mưa nhưng mà đổ mình hôi luôn à. Ồ, quà điếu hành nè. Ồ, bệnh sinh hành nè. Cô biến sang hành xà điếu hành, xin dây vô điếu hành. Ồ, trên rồi. Rất là xứng đáng luôn cả nhà ơi. Bởi vì bây giờ chỗ này rất là thịnh nha. Ai có lại Hoa Lẹn ở đây thì nếu mà không lại chỗ này là rất tiếc luôn á. Ờ, sĩ vô lại Hoa Lẹn của anh mới vô lại cho tôi phan chương thai khờ sĩ rồi ho. Ờ, chứ tự. Kiểu chụp hình kìa cả nhà. Cái này là thợ bài kiểu cho mình ha. Vui chưa? Ở đây thợ chắc có huấn luyện quá hết cả nhà. Người nào cũng biết bài kiểu cả nhà ơi. Chụp bao nhiêu người đều biết bài kiểu. Mình thấy rất nhiều người chụp rồi nha. Đẹp đẹp không à. Ủa? Ôi, nó cũng khoét cái lỗ nó ngồi ở dưới cả nhà. Vậy nhảy lên nhìn nó mới cao ngang. Khôn ghê á. Kìa, nó khoét cái lỗ ngồi ở dưới kìa. Wow. Mưa rồi cả nhà ơi, mặc áo mưa rồi. Không có chuẩn bị áo mưa cho đó nha. Đây, máy quay. Máy quay thả quay vòng vòng ở trên kìa. Quay toàn cảnh luôn. Máy quay. Máy quay nhỏ xíu à. Ôi, ông không vui. À, có chạy xuống cái dốc. Thank you.
Đây là cái dòng sông nè cả nhà, cái dòng sông dòng suối. Ôi không thân đi à, chả là nhỏ. Ôi khủng bố, nó khủng bố rồi, mình mới chốt chiến biển, chốt chiến biển cần khủng bố. Ôi căng sái rú còn này khai sao mất bàn. Hi. Ủa mấy giờ xong xa suy rồi. Quá nó chung cho thay khủng bố rồi này. Chứ cơ chưa tập, chứ cơ sư hẳn sơn này bố xỉn nà. Khai ý xa. Cái dòng sông này nó sâu lắm, là sông thiệt luôn này chứ không phải là cạn luôn á.